cho các bạn đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề, đó là vợ tương lai của các bạn là người như thế nào. Và đây là video dành cho các bạn nam. Các bạn nữ thì có thể xem video ngày hôm qua, mình có mới đăng cái video về chồng tương lai của các bạn. Thì đây là những video mà nó giới hạn những đối tượng nhá. Chỉ các bạn nam thì mới xem video này, các bạn nữ thì xem video ngày hôm qua nhá. Và các bạn thuộc cộng đồng LGBT thì xem video khác nha. Ngày hôm nay thì mình cũng sẽ đăng luôn hai video, là một video dành cho các bạn nam và một video dành cho các bạn LGBT đấy. Cho nên là các bạn hãy tìm để xem nhá các bạn nhá. Rồi, và ngày hôm nay thì là video, đây là video này là video dành cho các bạn nam để đi tìm xem ai là vợ tương lai của các bạn. Chúng ta có 3 sự lựa chọn như thường lệ, 1, 2, 3. Một lần nữa phải nhắc các bạn rằng là video này mình sẽ không đặt bất kỳ cái gì lên. Các bạn hãy lựa chọn dựa theo trực giác của các bạn để có thể có được cái kết quả nó match với bản thân của các bạn nhất nhá. Bởi vì là trực giác sẽ đem đến cho bạn cái câu trả lời chính xác. Và nếu như khó chọn, hãy thử nhắm mắt lại trong khoảng 5 giây và sau đó lựa chọn một tụ bài trong 3 tụ bài ngày ở đợt này ở đây để xem là vợ tương lai của các bạn là người như nào nhá. Mình sẽ cố gắng mô tả về ngoại hình này, về mặt tính cách này, về có thể là khoảng thời gian hai người gặp gỡ nhau hay là gì đó. Và nếu như bạn mới biết đến kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chiếc chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video mới nhất nhé các bạn nhé. Rồi, và ngay bây giờ không để các bạn đợi nữa, mình sẽ đến ngay với tụ bài đầu tiên. Xin chào các bạn, đến với tụ bài số 1, đây là trải bài chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái câu trả lời cho câu hỏi ai là vợ tương lai của các bạn nhé. Và đây là video dành cho các bạn nam, các bạn nữ giúp mình xem video ngày hôm qua nhé. Và các bạn cho LGBT thì các bạn có thể xem video mà ngày hôm nay mình cùng đăng luôn đấy. Các bạn hãy tìm xem trên kênh của mình nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xem cho các bạn xem là vợ tương lai của các bạn là người như thế nào nhá. Rồi, mình sẽ nói luôn này, người này á, nói thật với các bạn ấy, họ còn là một cái người mà khá là đầy đủ về cả mặt vật chất lẫn tinh thần trong cuộc sống của họ. Đặc biệt về mặt vật chất nhá, người này có thể là một cái người có khả năng kiếm tiền rất là tốt, hoặc họ xuất thân được trong một cái gia đình mà có đầy đủ về cái mặt tiền bạc tài chính rất là tốt. Các bạn biết không, ở đây chúng ta có sự thịnh vượng, ở đây có blossoming abundant, tiếp theo các bạn có thêm một lá abundant đây nữa, thì mình thấy rằng là cái người này nói chung là họ không có gì phải lo lắng về mặt tiền bạc luôn. Có thể họ được xuất thân trong một gia đình là đã có một cái nền tảng rất là tốt rồi, rất là đầy đủ về mặt tiền bạc tài chính rồi. Cái người này có thể là rất là yêu thích đọc sách, họ có thể là cái người viết sách, có thể là người làm những cái công việc liên quan đến xuất bản hoặc liên quan đến sách, hoặc họ rất là thích đọc sách nha các bạn nha. Người này thì mình thấy là họ được nhiều khả năng là họ được nuôi dạy một cách rất là ra giá, rất là đâu ra đó đấy. Bố mẹ của họ dạy dỗ này, tức là họ xuất thân mình cảm thấy là trong những cái môi trường mà nó rất là tốt. Bố mẹ yêu thương này, rồi là tạo điều kiện để ăn học rất là đầy đủ. Thậm chí cái người này còn đã từng ra nước ngoài đi du học, hoặc là đi nước ngoài đi du học, hoặc là đi gì đó rồi, đại loại thế. Và bản thân cái người này họ có nhiều cái trải nghiệm ở trong cuộc sống lắm các bạn ạ. Họ có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống lắm. Họ không phải là cái người mà dậm chân tại chỗ, đứng im tại chỗ đâu. Họ là người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, và họ là người yêu thích sự tự do. Cho nên có thể là các bạn sẽ thấy cái người này đi du lịch rất là nhiều. Họ rất là thích đi du lịch, rất là yêu thích sự tự do. Về ngoại hình của người này nhá, người này thì có thể là có một cái vẻ ngoài khá là hấp dẫn đấy. Tức là người này biết cách ăn mặc này, và có thể là, nói chung là nếu như mà nhìn từ bề ngoài vào ấy, thì đây thực sự là một cái người rất là hoàn hảo các bạn ạ. Mình cảm thấy là như thế. Tức là bản thân mình là nữ mà mình gặp cái người này ạ, mình cũng sẽ thích chơi với họ, thích nói chuyện với họ, thích trao đổi với họ. Bởi vì cái người này họ có một cái, không phải là họ có cái điều kiện tốt mà họ kêu nhá. Họ không phải là kiểu người như thế. Họ có cái mối quan hệ rất là rộng rãi. Họ có thể nói chuyện với nhiều người, nhiều tầng lớp, nhiều các thứ khác nhau. Và nói chung là một cái người tương đối khôn khéo đấy. Nhưng mà họ rất là yêu thích sự tự do, thích đi du lịch, vẻ ngoài hấp dẫn, và có những cái mối quan hệ rất là rộng rãi trong xã hội. Và người này họ họ là người có sự đầy đủ về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Vật chất ở đây ấy là có thể bản thân họ kiếm được tiền, khá là nhiều tiền. Nói thật một câu là như vậy. Họ kiếm mà kiểu giống như là không có, họ là cái người không phải lo lắng về mặt tiền bạc tài chính ấy các bạn. Đó. Cái điều số 2 nữa là họ cũng là cái người giàu có về mặt cảm xúc. Có nghĩa là họ trải nghiệm rất là nhiều những cái cảm xúc ở trong cuộc sống. Và
Và kiểu giống như là theo mình thấy là họ cảm thấy rất là đầy đủ với bản thân của họ và với cuộc sống ấy. Nói chung nhìn qua thì mình không thấy có một cái khuyết điểm gì ở cái người này cả. Mà có lẽ là cái khuyết điểm này ấy, cái khuyết điểm ở cái người này có lẽ là họ... À mình thấy rồi nhá, mình biết cái khuyết điểm này là cái gì rồi, nhưng mà từ đang nói nhá, thì mình phải nói thêm một điều nữa là cái người này có thể có cái tính nghệ sĩ. Họ có thể là một người, có thể họ làm những cái công việc liên quan đến sáng tạo, liên quan đến nghệ sĩ, liên quan đến nghệ thuật, ví dụ như thiết kế, thời trang, ví dụ như vẽ này, ví dụ như làm những cái gì đấy liên quan đến giới nghệ thuật ấy. Đó, cho nên là cái người này có thể là họ không không phải bỏ quá nhiều cái sức lực của họ đâu, nhưng họ sẽ bỏ ra về mặt sáng tạo của họ, trí óc của họ. Đấy, họ làm việc theo kiểu như thế. Và cái người này thì cũng là cái người mà, tức là nếu như họ chơi ra chơi mà làm ra làm đấy, nếu như họ đã làm, họ rất kiên nhẫn, rất nghiêm túc. Và chính vì thế mà họ có thể có một cái sự nghiệp rất là thành công. Có thể họ có rất là có chỗ đứng ở cái công việc mà họ làm. Như mình nói là công việc của họ có thể liên quan đến nghệ thuật nhá. Người này có thể là liên quan đến nghệ thuật, hoặc nếu họ không làm những công việc liên quan đến nghệ thuật thì họ cũng có một cái công việc nào đó mà đem đến rất là nhiều cái sự dồi dào về mặt tiền bạc tài chính. Thứ hai nữa là người này có thể là người rất là yêu thích nghệ thuật, vẽ rất là đẹp, hoặc hát rất hay, hoặc là biết chơi các cái nhạc cụ chẳng hạn. Đó, nghe thì thật là trời ơi, giống như là bước trong mơ bước ra đúng không các bạn? Đó. Và cái người này thì mình thấy rằng là hiện tại cuộc sống của họ khá là cân bằng ở trong cuộc sống. Thế nhưng mà có một cái vấn đề ở đây mà mình có nói với các bạn là ban đầu mình thấy là cái người này họ không có một cái khuyết điểm gì. Thế nhưng mà mình thấy là đôi khi cái ưu điểm của họ ấy, nó lại là cái mà người ta đánh giá là khuyết điểm. Cái này thì mình không nói là đây là khuyết điểm của họ nhá, mình không nói đây là khuyết điểm của họ, mà đây có thể là một điều mà có lẽ là sẽ gây xung đột trong giữa bạn và họ. Đấy chính là cái người này rất là yêu thích sự tự do. Đấy, cho nên là họ không dễ dàng cam kết được với một ai đấy đâu. Đó, và nếu như trong mối quan hệ của các bạn mà bạn có sự kiểm soát lẫn họ, hoặc là nhốt họ vào lồng mà bắt họ phải làm thế này làm thế kia, giống như những cái người giống như là các bạn bắt họ phải thực hiện những cái nghĩa vụ này kia các thứ mà họ không thích ấy, thì họ sẽ cảm thấy rất là đau khổ. Cho nên là bạn buộc phải để cho họ được là chính họ, được thoải mái, được tự do. Đó, và đừng cố gắng ràng buộc cái người này. Nếu như bạn muốn có một người mà người vợ của các bạn ấy là cái người mà giống như những cái gia đình bình thường, là người mẹ chăm họ sẽ trở thành người vợ, người mẹ chăm lo cho gia đình rồi này kia các thứ, này các thứ, thì mình thấy rằng là bạn không nên kỳ vọng ở cái người này. Bởi vì là cái người này họ sẽ làm điều đó nếu như họ cảm thấy thực sự thích và muốn dừng chân nhá. Còn nếu không ấy thì bạn sẽ không thể bó buộc họ được đâu. Đấy. Nhưng mà mình thấy rằng là có, mình không biết là tính cách của bạn như thế nào, bạn là người ra sao, nhưng mình thấy là các bạn cũng đã ra bỏ rất là nhiều tâm sức, tâm huyết thì mới có thể chinh phục được cái người này đấy. Cái người này đâu phải là người bình thường đâu, nói thẳng một câu là như vậy. Cái điều kiện của họ rất tốt, rất là cao. Và bản thân cái người này có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống lắm, nhiều nhiều người, nhiều đối tượng ở trong cuộc sống để có thể lựa chọn lắm, và nhiều thứ để làm lắm. Cho nên là và tính của cái người này á, họ cũng bởi vì là họ có một cái sự đầy đủ về mặt vật chất lẫn tinh thần của họ ấy, cho nên mình thấy rằng là họ rất tự tin. Họ là người rất là tự tin và họ tin vào những cái quyết định cũng như là cái những cái quyết định của họ cũng như là những cái mà họ mong muốn làm ấy. Đấy, họ rất là tin vào cái điều đó. Tuy cho nên là có thể bạn sẽ thấy người này có những cái một chút gì đấy hơi ương bướng. Đó, nhưng mà cái người này họ hay lắm, tức là nhá. Họ đã quyết định làm là họ sẽ làm. Và đừng ai thao túng, đừng ai điều khiển được họ. Cho nên là nếu như bạn đến với họ với một cái tâm thế là bạn muốn họ phải nghe lời bạn ấy, thì mình nghĩ là chắc tụ bài này không dành cho bạn đâu. Hoặc kể cả bạn có gặp họ, đến cuối cùng bạn sẽ là cái người thay đổi thôi. Bởi vì họ giống như một cánh chim ấy. Và mình nghĩ là nếu như bạn thực sự yêu họ ấy, cũng đừng bắt họ, đừng bẻ đôi gãy đôi cánh của họ. Bắt họ nép vào lồng ngực của các bạn, vì chắc gì lồng ngực của các bạn đã đẹp bằng bầu trời mà họ mong muốn. Cho nên là hãy khuyến khích họ, hãy để cho họ được làm cái điều mà họ thực sự mong muốn, thì mình thấy rằng là sẽ đến cái thời điểm mà họ thực sự muốn gắn bó với bạn. Và khi họ gắn bó với bạn thì họ sẽ có nhu cầu muốn cam kết và xây dựng hạnh phúc với các bạn mà thôi. Có điều là nếu như mà các bạn mới đến với họ, bạn chưa là gì đối với họ, mà bạn có xu hướng kiểm soát hoặc là gì đấy với người này, họ tiễn bạn đi trong một nốt nhạc, khỏi phải nói nhiều. Đó, thì cho nên là mình thấy đây là một cái người mà bạn nên trân trọng họ. Nói chung là mình cảm thấy là trong mỗi một trường hợp ý, thì nó lại có một cái điểm khó khác nhau. Cái người này thì họ thích tự do lắm,
và họ có thể là theo làm việc cũng rất là hứng, có lúc họ có thể bỏ rất là nhiều thời gian ở cái phòng mà họ làm việc, nhưng mà cũng có lúc thì họ sẽ đi chơi, sẽ đi ra ngoài, sẽ đi này khác các thứ đó. Thì mình thấy đây là cái người mà có thể là bạn sẽ gặp. Thì mình thấy là hai người á có thể gặp, hai người có thể gặp nhau hoặc là có một cái sự liên kết với nhau ấy. Ở đây có hai mốc thời gian là tháng 8 và tháng 10. Thì mình thấy là đây có thể là ngày, đây có thể là tháng sinh của bạn hoặc của họ hoặc là của hai bạn, hoặc đây là cái tháng, những cái tháng mà có thể là các bạn có thể rất là dễ gặp họ ở đây. Thì mình ở đây thì mình không thấy là nó nói rõ ràng là bao giờ bạn sẽ gặp họ, trong vòng bao lâu nữa, thì mình không rõ cái điều đó. Tụ bài này thì cũng không không nói rõ cái điều này, bởi vì mình nghĩ là mình có muốn xem thêm cũng không được, bởi vì tình cảm mà, và cái mối duyên này nó cũng sẽ đến vào một cái thời điểm thích hợp với các bạn thôi. Nhưng mình thấy là khi mà bạn đến với cái người này á, các bạn phải thay đổi vì nhau rất là nhiều. Một là bạn phải mạnh hơn họ, hai nữa là bạn phải ở bên cạnh cổ vũ, là cái người bên cạnh cổ vũ được cho họ, thì kiểu giống như là hai người mới có thể đi được với nhau lâu dài. Còn mình thấy là bạn mà cố gắng ép họ để trở thành trong một cái lồng thêu sơn son thép vàng nào đó ấy, họ không thể chịu đựng được đâu, và họ sẽ bẻ gãy cái lồng đó và họ chui đi mất, họ bay đi mất đấy. Ok, rồi bây giờ mình muốn rút thêm nhá. Rút thêm một cái người này là kiểu cứ để họ tự do rồi họ sẽ tự quay, tự tự quay đầu lại nhìn bạn, kiểu như thế. Thông điệp dành cho tụ bài số 1, vợ tương lai của các bạn là người thế nào? Yeah, you needn't worry. Mình thấy rằng là bạn không có gì phải lo lắng đâu. Mình thấy cái người này họ, khi mà họ đã yêu và họ muốn cam kết ý, thì họ rất là sẵn sàng có thể là thu xếp tất cả mọi công việc của họ sao cho mà nó ổn thỏa nhất. Ở đây có lá bài này chính là bạn sẽ tìm thấy thứ mà bạn tìm kiếm. Yeah. Bạn sẽ tìm thấy cái người này thôi nhá. Rồi, đó là tụ bài số 1 nhá. Chúng ta đến với Chị tụ các bài số, bạn đến hai. với tụ bài số số 2. Đây là trẻ bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là vợ tương lai của các bạn là người như thế nào? Vợ tương lai của các bạn là người như thế nào? Thì như mình vẫn nói trong cái phần tụ 1 rồi và đầu video này rồi, thì đây là video dành cho các bạn nam nhé. Các bạn nữ và các bạn cộng đồng LGBT thì sẽ có video khác. Thì các bạn nữ đã có ngày hôm qua rồi thì các bạn tìm lại video giúp mình để xem nhé. Rồi, đối với tụ bài này thì vợ tương lai của bạn là người như thế nào? Đầu tiên mình thấy người này là một người rất là trưởng thành về mặt suy nghĩ, nhận thức của họ. Họ là cái người mà có thể là có một cái bằng cấp ấy, hoặc là họ bằng cấp, hoặc là họ là cái người rất là yêu thích kiến thức ấy. Một số trường hợp có thể là các bạn cái người này sẽ là giáo viên, sẽ là người người có khả năng giảng dạy là giáo viên, hoặc là họ là một cái người nào đó mà có một cái bằng cấp về mặt học thuật hay là gì đấy nó rất là cao. Người này rất là yêu thích cái sự học và có thể họ sẽ học cả đời luôn ấy. Cái người mà đến với bạn ấy, cái người vợ của các bạn ấy, mình thấy rằng là cái người này giống như một cái người, người cô giáo. Họ có thể là họ đúng là đi dạy ở đâu đó, dạy ở trường, dạy ở trung tâm, hoặc là họ giống như là mình thấy là họ phát triển về mặt nhận thức, suy nghĩ của họ rất là sâu sắc luôn đấy. Đó, và cái bởi vì là cái suy nghĩ và cái nhận thức của họ sâu sắc cho nên là cái người này rất là khéo léo, họ biết cách hành xử trong cuộc sống, và chính vì thế mà mình cảm thấy bạn không phải là đối thủ của họ đâu. Nói thẳng một câu là như thế. Thì mình thấy rằng là cái người này có ngoại hình như thế nào? Ngoại hình người này lại khác xa hoàn toàn những gì trong trong những cái gì mà họ biểu hiện ra bên ngoài nhá. Tức là họ bản thân họ là cái người đã trưởng thành về mặt nhận thức, suy nghĩ cũng như là kiến thức của họ rồi. Mình rất là chắc chắn về cái mặt kiến thức này của họ. Như mình nói là thậm chí họ đến được cái mức bậc thầy trong một cái lĩnh vực nào đó rồi luôn đấy. Thì thế nhưng mà cái vẻ ngoài của họ ấy, người này có thể là rất là trông rất là trẻ, khuôn mặt rất là baby, rất là trẻ trung luôn ấy, và kể cả họ ăn mặc trông cũng rất là trẻ con đó. Và kiểu khi mà bạn tiếp xúc với họ, bạn thấy họ trẻ như vậy, thế nhưng mà không hiểu sao mà những cái gì họ nói ra cũng như là những gì họ hướng dẫn các bạn ấy nó lại sâu sắc và nó lại có cái sức nặng đến như vậy. Và đây chính là thứ mà có thể đã đánh lừa rất là nhiều người, và mọi người có thể là đôi khi coi thường họ bởi vì cái vẻ ngoài trẻ con của họ. Có thể họ không phải là người quá cao lớn đâu, họ có thể là một cái người rất là nhỏ nhắn thôi, nhưng mà kiểu nhìn xinh xinh cute ấy, kiểu thế, nhìn rất là cute ấy, rồi là mặt baby kiểu như thế, rồi là da, rồi tất cả những cái gì mà da của họ cũng như là tất cả cái vẻ ngoài của họ ấy, trông rất là trẻ con
Đó, thế nhưng mà cái đấy là cái bề ngoài của họ thôi, con lợn có béo thì lòng nó mới ngon, nhưng mà trong trường hợp này nó không thế. Cái suy nghĩ và cái nhận thức của người này rất là cao đấy các bạn ạ, thực sự là như thế đấy, họ nhiều chữ lắm và họ họ là cái người mà như mình nói là họ nói cũng hay, họ nói cũng hay, họ hành động, họ làm gì các bạn luôn luôn kiểu đôi khi các bạn kiểu bị mê hoặc bởi cái vẻ đẹp về mặt tri thức của họ luôn ấy đó. Và mình thấy một điều nữa ấy, là cái người này sẽ còn học nữa, học mãi, và khi mà bạn đến với họ, bạn làm chồng của họ ấy, bạn cũng phải học theo họ, bạn cũng phải học theo họ, bạn cũng phải tiếp thu thêm kiến thức của mình rất là nhiều thì bạn mới có thể gọi là gì, hội nhập được với cái người này. Cái người này có thể làm một số cái công việc như mình nói là liên quan đến kiến thức, liên quan đến chữ rất là nhiều, liên quan đến như là giảng dạy, như là thầy, hoặc cũng có thể là họ sẽ là cái người luật sư, là cái người mà nhà bảo vệ môi trường, là cái người bào chữa, là nhà lập pháp luôn nha. Đấy, cái người này họ có thể là họ có cái khả năng là, tức là họ họ rất là thích đấu tranh cho những cái việc bất công trong xã hội, nên có thể họ sẽ làm ở một số những cái tổ chức liên quan đến tổ chức chính phủ ấy, những cái tổ chức về bảo vệ môi trường, hoặc là bảo vệ quyền lợi trẻ em, hoặc là gì đấy. Nói chung là cái người này họ rất là mình thấy là về cái mặt bên trong của họ ấy, là họ đã rất là rất rất là phát triển rồi. Bản thân cái người này họ cũng rất là biết cách yêu thương bản thân của họ. Mình không cần biết trong quá khứ họ đã trải qua điều gì, nhưng hiện tại họ rất là độc lập ở trong cuộc sống. Họ là người độc lập ở trong cuộc sống, rất là yêu thương bản thân của họ, họ tự chủ về mặt tài chính tiền bạc ở đây. Đó. Và mình thấy rằng là thời điểm mà họ gặp bạn ấy, thời điểm mà họ gặp bạn ấy thì mình, à không, mình không nói là thời điểm mà họ gặp bạn, mà mình nói là cái thời điểm trước khi hai người gặp nhau ấy, mà trước khi họ trở thành một cái người như thế này á, thì mình thấy rằng là họ làm họ họ đã có những cái thời giai đoạn mà khá là chật vật ở trong cuộc sống, có thể là đi tìm mục tiêu sống của họ, có thể là kiếm tiền đấy, những cái ban đầu đấy nó rất là chật vật khó khăn, và họ không biết tận hưởng cái hạnh phúc cá nhân cũng như là cái sự chữa lành trong cuộc sống của họ đấy. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu họ bắt đầu thay đổi, bắt đầu dường như là thức tỉnh ấy, trải qua một cái điều gì đó khiến họ thức tỉnh ấy, thì họ bắt đầu học cách để yêu thương, trân trọng bản thân hơn, và họ phát triển được giống như cái ngày hôm nay nhá. Có thể với một số trường hợp thì cái người này họ cũng rất là yêu thích những cái viên đá thạch anh ấy, kiểu như thế. Có thể họ bạn sẽ thấy họ đeo những cái viên đá ở trên người, ở trên cổ, hoặc là ở trên tay của họ, hay là trên nhẫn chẳng hạn đó. Và mình thấy rằng là cái người này, khi hai người đến với nhau á, thì mình thấy rằng là cái người này sẽ giúp sức cho bạn rất là nhiều trong cái cuộc sống của các bạn. Người này sẽ đem đến cho bạn rất là nhiều những cái sự hỗ trợ đắc lực. Nói chung người này là một người mình đánh giá là một người rất là sắc sảo, một người thông minh, và họ là một cái người trẻ rất là dai nữa, trẻ lâu lắm, trông rất là trẻ đấy. Nhưng mà bên trong không thế nha, nhìn thế nhưng mà không phải thế nha. Đừng, mọi người đừng kiểu giống như là bị vẻ ngây thơ của cái người này đánh lừa. Rất nhiều người coi thường cái bạn nữ này, cái người vợ này của các bạn, vì nghĩ rằng họ trẻ con. Nhưng mà thực chất là gì? Không phải thế đâu, trời ơi. Mọi người đã đánh giá sai hết cả rồi đấy. Thì mình thấy rằng là khi bạn đến với họ ấy, bạn sẽ phải ngày càng nâng cấp bản thân mình hơn, để giống như là như mình nói là để hội nhập với họ, để hai người trao đổi nói chuyện với nhau, hiểu nhau, thì mình thấy nó cũng là một cái điều tốt. Bởi vì là hai người dìu dắt nhau để cùng nhau phát triển, để nâng cái hiểu biết của cả hai người lên ấy, thì mình thấy là đây là một cái điều rất là tốt. Và mình thấy thêm một điều nữa ở đây ý, là mình thấy rằng là bạn ấy phải bỏ bớt cái sự ghen tuông với cái người này đi, bởi vì người này mình cảm thấy họ sẽ có rất là nhiều những cái mối quan hệ xã hội và hoạt động xã hội, hoạt động ở bên ngoài, họ cống hiến, họ có thể là một cái người mà từ nên người này khá là giống cái kiểu con số đường đời số 9 nhá, là họ tức là đôi khi là họ cống hiến mọi thứ cho xã hội, họ 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 kiểu đứng về lẽ phải kiểu như thế, cho nên họ có nhiều những cái mối quan hệ ở bên ngoài, và thường xuyên rất là nhiều người sẽ nhờ đến cái sự giúp đỡ của họ, lắng nghe của họ, xin lời khuyên tư vấn của họ, vì họ giống như một cái bậc thầy cơ mà. Thì có thể nhá, các bạn sẽ khá ghen tuông với những cái người đến với cái người vợ, người gặp gỡ cái người vợ này của các bạn. Nhưng mà mình thấy một điều ấy, các bạn phải ghi nhớ giúp mình, đấy chính là cái sự ghen tuông này nó sẽ dẫn bạn đi sai hướng, đi sai đường, nên nên là đừng có ghen tuông gì với cái
người này cả, bởi vì thật ra mình thấy rằng là họ không có gì đâu, họ rất là độc lập và họ biết được rằng là cái thứ mà họ cần làm là gì, và đấy dường như là một cái phần sứ mệnh và công việc của họ. Cho nên nếu như các bạn ghen thế thì họ còn làm được cái gì? Tính người này thì vô tư thôi đó, vô tư vẻ ngoài thôi nhưng bên trong thì rất là sâu sắc đấy. Thì mình thấy rằng là các bạn sẽ có một cái khoảng thời gian tìm hiểu nhau rất là nhiều. Có một số trường hợp mình thấy các bạn đã gặp người này rồi và các bạn đang có trong cái giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau ở đây nhá. Thì nói chung là mình thấy là có thể bạn gặp cái người này mà hiện tại họ chưa phát triển được đến cái mức độ như mình nói, họ mới đang ở cái giai đoạn đầu thôi. Thế nhưng mà cái tiềm năng tiếp theo thì nó có thể sẽ giống như mình nói ở đây, là càng ngày họ họ càng nhiều tuổi thì họ lại trông lại càng trẻ trung, trông lại càng kiểu giống như là trông rất là vô tư, vô lo, vô nghĩ, nhưng mà lại càng sâu sắc, lại càng tích lũy được thêm cho mình rất là nhiều những bài học, những cái kinh nghiệm ở đây. Và mình thấy đây là cái người mà mình nghĩ là khi mà bạn ở bên cạnh họ ấy, bạn phải khâm phục trước cái sự hiểu biết của họ, trước kiến thức của họ. Nên tốt nhất ấy, nói thật với các bạn, đừng nên nói dối ai. Cái nói dối ai thì nói, nhưng đừng nói dối cái người này. Họ bắt bài bạn kinh lắm, họ có thể sẵn sàng nhìn thấu bạn thì trong một vài cử chỉ hành động thôi. Mà nhất là các bạn nam thì lại cái việc nói dối và che đậy của các bạn nó quá khó. Và trước mắt của cái người này, họ liếc một phát họ biết được là bạn vừa nói gì, là bạn định làm gì tiếp theo luôn ấy. Cho nên đừng có dại dột gì nhá. Rồi, và tất nhiên tất cả những cái mình mô tả ở đây nó không phải là tất cả về con người của cái của vợ tương lai của các bạn, nó chỉ là một phần nào đó mà vũ trụ muốn tiết lộ cho các bạn thôi. Còn có thể khi các bạn tiếp xúc với họ thì những cái tính xấu, những cái nét xấu, những cái nét mà nó có vấn đề nó mới hiện ra cơ. Đó, có thể bởi vì cái người này họ là người như thế, cho nên họ cũng sẽ là một cái người mà ghê đấy, ghê gớm đấy, không phải đùa đâu. Nhưng mà họ tính họ độc lập lắm, cho nên nếu như mà nếu như mà mình thấy là các bạn cần phải buông bỏ rất là nhiều những cái tính xấu của bản thân khi mà đến với cái người này. Và mình cảm thấy là cái người này nhá, nếu như mà bạn không đem đến cho họ hạnh phúc ấy, không thực sự có là cái chỗ dựa vững chắc cho họ ấy, họ chẳng cần bạn đâu. Thực sự là như thế, bởi vì họ là một người rất là độc lập đấy. Họ họ có thể vẫn dựa dẫm vào bạn nhưng mà vừa phải thôi, chứ họ không phải là cái kiểu người mà tin tưởng ai được 100% đâu, bởi vì họ biết lòng người là như thế nào, họ biết mọi người rồi là bạn ra làm sao, nhìn thấu hết tất cả mọi chuyện đấy nhá. Cho nên là rồi bây giờ mình tiếp theo nữa mà mình muốn nói ở đây đấy chính là cái những cái thứ mà các bạn cần phải chú ý ở đây. Cái đầu tiên, cái tháng mà các bạn cần chú ý là tháng 4 và tháng 6. Có thể tháng 4 và tháng 6 là ngày là tháng sinh của các bạn, hoặc tháng sinh của họ, hoặc là cái tháng mà các bạn sẽ gặp gỡ nhau nhá. Rồi chúng ta đến với tụ bài số Xin 3. chào các bạn, Đến với tụ bài số số 3. Đây là trải bài chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha. Rồi, đây là video về vợ tương lai của các bạn là người như thế nào. Thì đây là video chỉ dành riêng cho các bạn nam, các bạn nữ thì xem cái video ngày hôm qua giúp mình nhá. Mình đã lên video ngày hôm qua rồi. Và dành cho các bạn LGBT thì mình cũng có một video đăng cùng giờ với video này. Thì các bạn hãy tìm xem giúp mình nha. Rồi, trước khi mà mình nói cái tụ bài này thì mình cảm thấy là tụ bài này, hai tụ bài trước, nói chung là vợ của các cái bạn mà xem cái video này đều toàn thứ dữ rồi. Mình thấy sợ quá. Bản thân mình còn phải thấy sợ luôn ý. Ok rồi, bây giờ nha, mình sẽ phân tích về cái người này. Đầu tiên ý, thì mình thấy rằng là về ngoại hình của người này trước nhá. Người này ấy có thể là một cái người rất là khôn ngoan, rất là thông minh. Tuy nhiên thì có thể họ sẽ là một cái người mà bởi vì họ khôn ngoan, họ thông minh ý, cho nên họ sẽ là một cái người hơi tính toán một chút. Và họ họ tính toán và họ đảm bảo về cái mặt lợi ích cá nhân của họ khá là cao. Và tất nhiên là nếu như mà họ không không có bị đụng chạm về mặt lợi ích cá nhân ấy, thì họ sẽ là một cái người mà tương đối dễ chịu và duyên dáng. Cái người này rất là có thể rất là khéo ăn khéo nói đấy. Và cái người này là cái người mà vẻ ngoài của họ thì khá là duyên dáng, bước đi rất là uyển chuyển. Người này thì mình cảm thấy toát ra được cái sự nữ tính ở đây đó. Nó không, mình cảm thấy hai tụ bài kia thì nó hơi ấy, nhưng ngoại hình của họ thì nó hơi không 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 giống một cái người mà mọi người kỳ vọng cho lắm, một người vợ mọi người kỳ vọng cho lắm. Nhưng mà cái người này thì có thể là có một cái vẻ ngoài rất là uyển chuyển, có thể dáng rất là đẹp, đi cũng đẹp uyển chuyển, nhưng mà cái tính cách của cái người này thì lại không được quá rộng lượng như là hai cái tụ bài kia đâu nhá.
không được phóng khoáng như hai cái tụ bài kia đâu. Người này có thể là riêng về mặt tiền bạc tài chính và lợi ích cá nhân của họ thì họ sẽ phải đảm bảo được cái điều đó. Và nếu như tức là họ sẵn sàng combat ấy, họ nhẫn nhằn nhảy vào combat, nhẫn nhằn chửi nhau và hoặc là kiểu sẵn sàng để mà làm những cái điều này điều kia để bảo vệ cái quyền lợi của họ, bảo vệ cái lợi ích cá nhân và đặc biệt là liên quan đến mặt tiền bạc tài chính của họ nha. Cho nên các bạn phải đảm bảo về cái mặt quyền lợi đấy cho họ nha. Có tiền đi làm về chắc phải đưa cho họ đấy. Còn đâu nếu như mà họ cảm thấy là cái lợi ích cá nhân của họ bị đe dọa là họ sẵn sàng chiến đấu luôn đấy. Người này có thể cái công việc của họ sẽ phải nói rất là nhiều nhá. Cái công việc của họ nói nhiều thì họ với một số người, với một số người có thể là người truyền cảm hứng, với một số người khác thì họ có thể là một người làm podcast hoặc là làm những cái công việc nào đó mà phải sử dụng cái giọng nói, cái khả năng, cái biểu lộ cảm xúc, biểu lộ về ý kiến cá nhân cũng như là bên trong họ rất là nhiều. Đại loại là cái mồm của họ sẽ hoạt động rất nhiều, có thể họ sẽ làm công việc liên quan đến cái vấn đề đó, hoặc không thì bản thân cái người này sẽ là cái người nói rất nhiều, nói rất hay, nói rất là giỏi luôn nha. Giống như mình ấy. Mình mà động đến mình mà kiểu nguy hiểm là mình cũng combat luôn ấy. Thế nhưng mà mình đùa thôi. Đối với cái người này thì mình thấy rằng là người này có thể là người này và bạn ấy sẽ là cái mối quan hệ bạn bè trước, tức là hai người có thể là sẽ làm bạn với nhau, hoặc là các bạn sẽ bắt đầu tình bạn với nhau đầu tiên. Thậm chí người này đã nằm trong số vòng tròn bạn bè của các bạn rồi. Ai ghê nhất, ai nói nhiều nhất, ai nói mà kiểu liên thanh nhất thì có thể là người đấy đấy nhá. Hoặc một số trường hợp khác thì mình thấy đây có thể là do bạn bè của các bạn giới thiệu hai người với nhau. Thì mình thấy rằng là khi mà bạn thật ra bản thân cái người này này thì mình thấy rằng là mình thấy là họ thiếu cái sự bao dung đấy. Họ không phải là người quá bao dung đâu. Họ không phải là người quá là thoáng, quá là rộng rãi, quá là phóng khoáng đâu. Họ là cái người mà có thể có yêu cầu khá là cao và khá là khắt khe với những thứ trong cuộc sống của họ. Cũng có thể họ sẽ là một cái người mà rất là chỉn chu về mặt ăn mặc, cũng như là các bạn tưởng tượng như là nếu như mà quần áo mà hơi có một cái vết rách một chút ý, mà ví dụ như chẳng may mà ship hàng về mà Shopee mà nó hơi thừa chỉ một tí, họ sẽ càu nhàu ca thán cả một ngày rồi vì cái chỉ thừa đó, kiểu như vậy đấy. Bởi vì họ cảm thấy số tiền họ bỏ ra nó phải đáng với những thứ mà nó đáng với cái đồng tiền đấy, chứ không phải là họ có thể chấp nhận được một vài cái vết nhỏ nhỏ, vết bẩn thôi là họ đã không chịu đựng được rồi đấy. Kiểu người này là như vậy nha. Thì mình thấy rằng là họ có một cái nghị lực sống cũng như là có một cái mục tiêu rất là lớn để hướng đến. Họ luôn luôn tiến lên phía trước. Và có thể cái mặt vật chất sẽ là một trong những cái thứ mà họ cực kỳ là chú ý đến ở đây đấy. Thế nhưng mà nói thì nói vậy thôi, nhưng mình thấy là như mình nói là họ thiếu cái sự bao dung, thì họ cần phải học cách để bao dung hơn cho bản thân của họ. Đầu tiên là họ phải bao dung với bản thân của họ trước, sau đó thì họ mới bao dung được cho những cái người khác và những cái người xung quanh. Họ cần học được cách tha thứ và học bài học thông qua những cái trải nghiệm trong quá khứ. Người này á, nếu như có thù ác sẽ trả, nên đừng gây thù chuốc oán gì với cái người này cả. Họ kiểu giống như là họ phải xả ra, họ phải thể hiện ra thì họ mới chịu được ý các bạn ạ. Mặc dù là như mình nói rằng là họ rất là khôn khéo, bởi vì càng họ càng khôn khéo, họ càng duyên dáng, càng hiểu biết ý, thì cái cách mà họ tương tác lại hoặc là trả thù ý, kiểu như thế, nó sẽ rất là kiểu nghệ thuật đấy, chứ nó không cái kiểu giống như là một người, ví dụ như bạn đánh họ mà họ đánh trả bạn không, họ có thể sẽ làm một cái thứ khác mà khiến cho bạn phải hối hận đấy. Cho nên là nên phải chú ý nha. Rồi, nhưng mà nói thì nói vậy thôi, nhưng khi mà họ yêu ai ấy, thì cái người này họ rất là đam mê, họ rất là yêu thương cái người đó. Họ ví dụ như là họ yêu ai, họ rất là tận tâm và họ rất là tận tâm với gia đình của họ. Và với một số trường hợp khác thì mình thấy là họ cũng rất là yêu cái công việc của họ, rất là tận tâm. Và kiểu đôi khi ấy, bởi vì họ quá yêu ấy, bởi vì họ quá yêu một thứ gì đó ấy, nên họ sẽ có xu hướng là giữ nó một cách quá mức nha. Thì mình thấy rằng là cái người này sẽ có thể sẽ cần đến bạn để bạn có thể giúp họ có thể thoát ra được khỏi những cái chuyện mà đôi khi là nó hơi tính toán quá. Hãy làm sao cho họ có thể được thoải mái nhất có thể nhá. Có thể là các bạn dạy cho họ hoặc hướng dẫn cho họ hoặc là cùng với họ khắc phục những cái khuyết điểm của cái người này. Thì mình thấy rằng là thông điệp đến từ thiên đường gửi đến cho các bạn đấy chính là họ soi sáng cái con đường mà bạn đi và đem đến cho bạn những cái cơ hội mới tốt đẹp hơn ở phía trước đó.
thì mình thấy rằng là cái người này không phải tự nhiên họ như vậy đâu. Bản thân họ cũng có rất là nhiều những cái tổn thương ở trong quá khứ, và cái cuộc sống dạy họ phải gai góc như vậy, phải chiến đấu vì bản thân, phải bảo vệ cái quyền lợi của mình như vậy. Tuy nhiên thì mình cảm thấy là có thể bởi vì cái tính cách đó cho nên khác với hai tụ bài trước. Tụ bài này cái người này không có quá nhiều bạn đâu, và bạn của họ thì sẽ rất là giống họ, rất là giống tính cách của họ đấy. Đó. Và mình thấy rằng là người này có thể sẽ giống như là họ họ có nhiều thứ để suy nghĩ lắm, họ có nhiều thứ và nhiều cái thứ nó nhỏ nhặt quá mà họ cần phải buông bỏ bớt đi. Đó. Thì mình thấy là các bạn có thể sẽ là cái người có thể tác động được đến điều đó, cân bằng và hài hòa cái vấn đề này. Nó giống như cái người này thiếu, kiểu giống như cái người này có mặt tính cách A thì người kia sẽ có mặt tính cách B, hai người bù trừ lẫn nhau ấy, tạo thành một cặp đôi ấy, một couple đấy. Thì mình thấy là cái người này các bạn, cái người này mình thấy là bạn nên để ý đến họ nhiều hơn nhá. Bởi vì cái người này bản thân họ, mình cảm thấy họ không nói về xuất thân nhưng mình cảm thấy họ đã trải qua rất là nhiều những cái tổn thương rồi, cho nên cái tính cách của họ bị nó hơi gai góc như vậy. Nhưng bề ngoài thì lại là một người rất là duyên dáng, dễ chịu nếu như không động đến những cái quyền lợi của họ. Và cái người này mình thấy là các bạn không nên tin họ 100%, bởi vì những gì mà người này nói là có thể không thật đâu, có một số phần là không thật đâu, cho nên không nên tin nhá. Người này bởi vì họ có khả năng thao túng người khác mà, bởi vì họ có một cái mục đích cao hơn trong những cái mối quan hệ của họ mà. Nói chung là khi mà bạn chung sống với cái người này mình nghĩ là bạn sẽ cảm thấy hơi mệt một xíu. Thế nhưng mà khi mà nếu như mà họ đã chọn bạn rồi ấy, thì là bởi vì bạn có một cái nền tảng rất là tốt cho nên họ mới chọn bạn. Nói chung người này mình cảm thấy có một chút thực dụng, không phải chút đâu, khá nhiều sự thực dụng ở đây. Và riêng động về mặt tiền bạc tài chính là đừng có để họ bị thiệt một đồng một xu một cắc vào hết, họ không chịu được cái điều đó đâu nhá. Nhưng mà mình cảm thấy là họ chính là bởi vì thế cho nên là cái mặt tiền bạc tài chính của họ rất là tốt, tức là họ sẽ bỏ tiền ra mua những thứ xứng đáng thôi, còn cái gì không xứng đáng thì họ sẽ không mua đó. Nói chung các bạn cần phải mình nghĩ là các bạn sẽ có những cái sự tương tác với nhau và giúp đỡ lẫn nhau để cải thiện những cái vấn đề của nhau ấy. Mình nghĩ là cũng có thể bạn là một cái người giống như cái người này, gần giống như cái người này, là có thể mình không nói là các bạn tính toán chi li, nhưng mà có thể các bạn cũng là một cái người rất là cẩn thận trong mặt tiền bạc tài chính, thì có thể bạn sẽ gặp một cái người giống như bạn đây, chính là cái người này. Thì mình thấy rằng là ở đây á, các bạn có sẽ có hai cái dữ liệu mà mình muốn nói ở đây, đấy chính là đợi mình một xíu. Liên quan đến tháng 11 và tháng 5 nhé, có thể đây là tháng sinh của các bạn hoặc là cái tháng mà các bạn sẽ có thể gặp gỡ nhau nhé. Rồi, và nói chung cái tụ bài này nói chung là cái người này nói hay lắm nhá. Cái người này sẽ nói rất là hay. Còn mình nghĩ là cả hai người có rất là nhiều bài học cần phải học với nhau ở đây. Đúng là mỗi người một nét tính cách. Thì đây là cái người vợ tương lai của các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ like, đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.